chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Như Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV phát hình live hệ thống của đài băng tần 56.10, 16.11 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 18 tây tháng 2 năm 2023. Một lần nữa thì chị em chúng tôi lại gặp gỡ được quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng và em xin gửi lời chào đặc biệt đến chị nhung Hiền. Cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái. Hôm nay Lê Thái mặc cái áo màu trắng rất là đẹp phẩm tư quý vị. Rất là tinh khôi đúng không? Tinh khôi dạ. Màu đó. trắng tinh khôi. Em tinh khôi mà thuận không biết em trong sáng. <laughs> mà thuận, uh thuần khiết thiệt thuần khiết thiệt trong <laughs> sáng thiệt dạ, không nói gì đâu đúng không từ nãy giờ thật sự làm uh, chị như huyền chị cũng khen cái áo lê thái hoài rồi tại vì lê thái nghĩ là đây là một cái màu trắng và mà tại vì cái chất liệu em nghĩ là chị thích cái chất liệu áo à. đúng rồi da um... phải không em dạ da dạ da dạ, dạ mà không biết da con gì thì em không biết Nhưng mà thật sự là lê thái thì, thì cũng muốn mặc một cái màu cho nó thuần khiết cho chút xíu vào cái son ngày hôm nay uh -huh. à, để cho nó nó xứng đáng với lại cái gương mặt thuần khiết của chị Như Huyền. <cười> <cười> Cảm ơn Lê Thái rất là khéo, thưa quý vị. mà cái lý do ngày ngày hôm nay là em mặc màu trắng từ vì là biết sao đầu mùa xuân sắp tới mùa xuân dạ, rồi và vâng. ông Lê Thái mình dạ, gần vâng. hết mùa đông rồi. Dạ, vâng, chúng ta chuẩn bị đón chào mùa xuân mà không khí vẫn còn se lạnh. Uh, sometimes trong tuần thì cũng có vài ngày uh -huh. thời tiết buổi trưa thì nó cũng có ấm dần lên uh -huh. nhưng mà vẫn là một cái khí hậu đẹp để mà chúng ta có thể hẹn hò với bạn bè của Cali là chúng ta có thể đi chơi. À, và kính thưa quý vị trong chương trình cà phê sáng cuối tuần thì như Huyền và lê thái vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin vô cùng quen thuộc chung quanh chúng ta à, thông tin đầu tiên lê thái nói về con trăng miến điện như quý vị cũng đã biết thì trăng miến điện là một trong những loài động vật bò sát mà nó đã gây rất là nhiều phiền toái trong những năm tháng vừa qua và cái sự xuất hiện của trăng miến điện ở florida nó là đã, đã làm đảo ngược cái cuộc sống của người dân nơi đây cũng như là nó làm đi mất đi cái cân bằng cái hệ sinh thái của những động vật à, bản địa ở tại florida kính à, thưa quý vị hiện nay thì tất cả các nhà nghiên cứu ở Key Logo, à, mấy nhà um, nghiên cứu này người ta đang quan sát cái hành vi của những cái con gấu mèo hoặc là gấu trúc và đặc biệt là những con opossum và trên mạng thì quý vị thấy đây là con opossum rất là quen thuộc ở Hoa Kỳ chúng ta đây là những cái con mà được um, Tất cả các nhà khoa học người ta đặt những cái máy theo dõi và đi theo rìa của khu bảo tồn động vật hoang dã dạ quốc gia hồ Crocodile. Và trong những cái con này thì người ta đeo trong cái vòng cổ để định vị vệ tinh cho hàng chục con và theo dõi vị trí của những cái con này trong suốt những tháng qua. Và hồi tháng 9 vừa qua thì quý vị sau 5 tháng mà tất cả các nhà nghiên cứu người ta bắt tay vào người ta À, theo dõi và nghiên cứu những con này thì người ta tự nhiên người ta thấy là cái tín hiệu nó bị đứng lại, có nghĩa là à. những cái con này nó không có move, nó không có di chuyển nữa thì người ta biết là những cái con này nó đã chết rồi. À. Và tự nhiên khoảng vài ngày sau, một hai ngày sau thì người ta thấy thấy tự nhiên cái tín hiệu này nó lại chớp đèn trở lại. Và nó lại đi di chuyển và đi di, di, di chuyển rất là nhiều wow. và đi xuống những cái độ sâu rất là sâu Thì khi đó thì những nhà khoa học nhóm nghiên cứu này người ta đã suy đoán là những cái con vật này nó đã trải qua những cái chết rất là khác thường Đó là do bị trăng biến điện nó quấn chết và nó ăn Và ừ. khi mà có những con trăng biến điện này nó ăn thưa quý vị thì nó lại chui xuống lại những cái hố rất là sâu Và những cái nơi đây là những cái hang mà những nhà, nhà khoa học wow. người ta nói rằng là những cái hang này rất là khó tìm vô cùng sâu Ở những cái độ sâu sâu lắm Thì Đa phần thì những cái con trăn biến điện đó là những cái con trăn cái là nó săn những cái động vật mà bự như thế này, to như thế này thưa quý vị, giống như con opossum awesome mà quý vị cũng đã thấy. Wow. Thì chỉ có những cái con trăn cái mà nó đang mang bầu, nó đang mang thai thì uh -huh. nó mới ăn được những cái con này thôi. Và vừa qua thì tất cả các nhà khoa học người ta đã bắt được một cái con trăn biến điện nó dài đến 3,6 m và nặng đến 30 kg và chứa đầy những cái năng trứng và trong cái bụng của con những cái con trăng này nó chứa hầu như là gần 100 trứng và những nhà khoa học người ta nói rằng nếu như với những cái số lượng này mà ừ. người ta bắt được cái con trăng đó thì nó sẽ là nó sẽ nếu mà không bắt được cái con trăng này thì cái số lượng mà trăn nó sẽ sinh sôi nảy nở vô cùng khủng khiếp. Wow. Tại vì nếu như mà để bắt được những cái con trăn lớn này á thì những nhà khoa học những người theo dõi các người ta rất là khó bắt. người ta không biết làm cách nào thành ra bây đây là những cái phương pháp mà tất cả các nhà khoa học ở Lago bắt đầu uh, bắt tay vào cái phương pháp là đeo những cái đôi vòng định vị lên trên cổ những cái con này và bắt đầu cho nó đi bình thường và những cái con trăn này nó sẽ tìm những cái con này nó săn uh -huh. khi nó săn mồi rồi nó ăn vào thì tất cả các nhà nghiên cứu người ta sẽ tìm được những cái con trăn này ở chỗ nơi đâu và bắt ngay cả ngay cả ổ của những cái con trăn này, wow. nhất là những cái con trăn cái rất là lớn. Và thưa quý vị, trăng miếng điện là một trong những cái loài động vật nó bùng nổ rất là khó kiểm soát trong những năm vừa qua và tàn phá cái hệ sinh thái ở miền Nam Florida suốt nhiều thập kỷ. Là một cái động vật bản xứ ở vùng Đông Nam Á, con trăng miếng điện này là nó có nhiều khả năng xâm nhập vào những cái vùng giống như là Everglades trong thập niên 1990 vừa qua và kéo dài đến ngày hôm nay. Theo cái khu bảo tồn động vật quốc gia ở quận Palm Beach thì người ta nói rằng hiện nay có những cái con trăng được ghi nhận là dài đến 5.5 m và người ta đã tổ chức những cái cuộc thi giống như là Python Challenger kéo dài đến 10 ngày, à, kết quả là chỉ có 231 con trăng bị bắt mà thôi. Trong khi đó thì cái số lượng trăng ở trong tự nhiên hiện nay là đến lên đến hàng chục ngàn con trăng biến điện đang ẩn nấu ở ngoài tự nhiên. Thành ra là theo ước tính của cuộc khảo sát địa phương thì người ta nói rằng à, cái cách mà tất cả các nhà khoa học người ta chuẩn bị để người ta gắn những cái vòng đeo cổ này vào con opossum hoặc là những con cấu trúc, những con gấu mèo á để ừ. cho nó đi dọc thì những con trăng này săn thì người ta sẽ bắt được có con, con trăng cái và ừ. những cái con trăng ở trong những cái hang đó thì may ra sẽ tìm được những cái hang ổ và giảm đi cái số lượng những cái con trăng mà nó đang tàn phá cái hệ sinh thái hiện nay ừ. ở vùng Florida. Và hiện nay thì các cộng tác viên nghiên cứu ở khu bảo tồn quốc gia Hồ Crocodile đang đề nghị chính quyền ở miền Nam Florida cung cấp thêm nhiều kinh phí để tạo ra nhiều cái vòng cổ rẻ tiền hơn và họ đang phát triển cái loại vòng cổ đủ nhỏ và nhẹ để không cản trở cái chuyện mà vận chuyển của những con động vật này nhưng cũng đủ lớn để những con trăng to nó thải ra ngoài hoặc là khi mà nuốt vô nó làm không làm hư cái máy này và nó có thể là khi mà các nhà khoa học người ta bắt được những con trăng này mổ bụng ra thì người ta có thể thu về những cái vòng này mà nó không bị hư hại và có thể tái sử dụng lại Wow, mấy con trăng nó nhìn thấy to quá, Lề Thái. Dạ vâng, hiện nay là Florida là một trong những nơi wow. ở bang chúng ta mà rất là nhiều điện cảm ơn lê thái à, thưa quý vị bản tin kế tiếp như muốn đưa cho quý vị tới một cái vấn đề đó là khi quý vị đi du lịch với lê thái với như huyền mà các quý vị nữa quý vị nào đã từng bị cắt cổ tức là trả giá mà mình không có ngờ được nó quá mắc và mình phải thanh toán một cái hóa biêu nó quá lớn mà thiệt ra mình ăn nó rất là rẻ thôi thì ai hầu như mà cũng có thể có những người đã trải nghiệm qua những cái đó không ít thì nhiều hả thưa quý vị thì ngày hôm nay như đưa đến cho quý vị cái một bản tin nhưng mà cái bản tin này á là để cho mình cảnh cảnh báo từ vì bây giờ Internet này trên nếu mà quý vị đi du lịch thì phải lên cho những cái website để review cái khu đó nó có cái gì nhà hàng như có cái gì thì cái những cái review sẽ đưa lên trên đó như là Trip Advisor thì quý vị đoán ở trong cái bức hình ở trên này cái giá nó là bao nhiêu Thái đoán cái giá nó là bao nhiêu cái món ăn này đó. cái này là cái chân con King Crab rồi King Crab đúng rồi ở đây mình biết, biết là cái giá nghĩ bao chất, nhiêu em nghĩ là nếu như mà với cái cái bàn ăn như thế này ừ, thì cái thôi à cao lắm là khoảng chừng hai trăm mấy ba trăm là cao cao lắm cái ao lắm, trăm mấy em nghĩ là hai trăm mấy là em nghĩ Đúng là đâu cái số số tiền mà nó hợp lý hơn là đó là mình nghĩ không, dạ, đó là nghĩ cao vậy, nhất vậy, rồi. Dạ. Nhưng những quý vị này, họ hai vợ chồng này đã đến từ Montana và đã bị À, tính cái hóa bill quý vị bao nhiêu 860 đô la oh, tiền US mà chị ăn thôi. nhà vậy thôi là đi tới một trong những cái nhà hàng Hy Lạp. Họ đi vô họ cũng đoán cái giá như Lê Thái là họ ăn vậy thì có quá lắm, mắc lắm. Đây là 300 yeah. hoặc là hơn chút xíu thôi. Nhưng mà cái hóa đơn nó tính ra nó quá mắc. Một cái ly, uh, một cái ly uh, uh, Margarita thì mà huy tội ở trong đó cái giá của nó là 100 đô quý vị có thấy không? khi mà quý vị vô ba mà uống những cái này thì cái giá cao nhất 15 đồng 16 đồng ở đây là mình đã thang mắc rồi em xin chắc ngang là ta? cái này là thức uống nó mắc hay là thức ăn nó mắc thức ăn coi như mọi thứ nó à. cộng lại mỗi thứ còn cái king crab á, là 40 đô tiền US có là 38 đô của euro đó thưa quý vị tiền euro rồi cộng lại tất cả là nó chặt làm sao cuối cùng là 861 một cái king crab thôi là 40 đô rồi rồi trong đó có những cái thức uống hai người uống hai ly nước mà tính sao cuối cùng tới 860 đô thưa quý vị. Hai người này bắt buộc phải trả. Rất là tội nghiệp thì hai vợ chồng này tên là Jessica như sẽ cho quý vị coi cái khuôn mặt của hai người này đó. Họ đi tới và họ đã viết cái comment ở trên Trip Advisor là Jessica mươi 31 tuổi và Adam Hall 30 tuổi đến từ Montana. Khi mà họ đi dạo quanh cái đảo của Hy Lạp, vào năm 2022 vừa rồi thì trong một cái quán bar đó là gọi DK Oyster. Thưa quý vị, quý vị nhớ cái quán bar này và nhiều người họ đã cập lên về cái quán này và năm vừa rồi họ đã bị su, đã bị um, bị lừa, họ đã bị su đã bị phạt 30.000 đô la bị lừa đảo hai du khách người Mỹ đã đến trong một cái, không phải là hai vợ chồng này nhưng tới có một vấn đề khác thì đây là chủ của cái quán bar DK Oyster thì quý vị lên trip advisor nó có rất là nhiều cục lên cho nó không chỉ có hai người này không đâu thôi nên quý vị khi mà đi thì nhớ cẩn thận bây giờ internet rất là nhiều và trip advisor những cái app rất là nhiều để đi ăn thì mình coi review trước chứ chưa chắc khi mà đi vô cái menu của nó để cái giá như vậy rất là bình thường từ vì cái menu này hai vợ chồng nói nó để rất là bình thường thưa quý vị cái giá nó 11 12 13 đồng và tới khi kêu ra thì cái giá nó lên tới 180 cái kiểu mà đúng. chặt đẹp như thế này là em chỉ thấy chị nghĩ là ở những cái đất nước giống như là Trung Quốc hay Việt Nam chúng ta mới có thôi Hoa Kỳ yeah, chúng ta cũng không có, có ờ, cũng. vừa qua thì ở Đà Lạt thì cũng có một cái thông tin một cái bà ở ngay thành phố Đà Lạt hay Hà, Hà Nội em quên ở Đà Lạt bán một cái củ khoai lang nướng với giá là 800 800 ngàn, xong cái hóa đơn chỉ ăn có khoai lang nướng với lại tất cả một cái thôi là 500 ngàn Việt Nam wow. Một củ khoai lang mà giá 80 ngàn thì quý vị thấy thay vì phải nhớ cẩn thận vào lê thái dạ vâng à, và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần như hiện và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài